Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay là 30 Tết và mùng 1 Tết rồi. Tin Lao xin kính chúc tất cả các bạn có một ngày 30 mùng 1 thật là vui vẻ. Còn các bạn đừng quên các bạn đừng bỏ lỡ cái thông tin quan trọng khi mình quảng cáo shop này. Thứ nhất, shop mưa sương.vn sẽ có một siêu to khuyến mãi khi giảm tất cả các bạn 40% vào ngay mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết âm lịch. Và cái quan trọng thứ hai là mình sẽ có một chương trình lì xì cho 200 bạn đầu tiên khi mà đăng nhập vào shop mưa sương.vn thì các bạn sẽ được nhận 10.000 lì xì. Các bạn nghĩ là 10.000 thì rất là nhỏ nhưng các bạn nhầm rồi. Cái vòng quay 10.000 này thì nó sẽ rất là giá trị các bạn nhé. Đấy, ngoài các bạn quay được nick ra, các bạn sẽ được nổ hủ 1.4 triệu hoặc là mấy triệu đấy. Và các bạn đừng có chế những cái nick 10.000 nhá, hoặc quay đăng đó 10.000 này thì nó có thể sở hữu từ 10 đến 60 tưởng nhá. Thì sắp xỉ các bạn chỉ cần miễn phí, các bạn cũng thể là mua được rất là nhiều nick ngon, hoặc là quay đăng đó rất nhiều nick ngon thôi. Và các bạn đừng quên rằng các bạn vào thư mục ắc thông tin liên quan thông tin trạng này, các bạn sẽ có cơ hội được nhận mua những cái nick cực kỳ siêu rẻ và ngọc siêu ngon, nick siêu VIP các bạn nhá. Và còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một trận đấu siêu phẩm khi mơ sướng cầm Nagarot và mảnh Blue cầm Murat thì trận đấu sẽ ra sao? Ok, let's go! Đừng quên tết vào shop bữa sáng nhập bé muốn nick các bạn nhé. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào tất cả các bạn vào ngày 30 Tết, mùng 1 Tết, có một cái Tết thật là thịnh vượng, án khang thịnh vượng tất cả các bạn nhá. Mình sẽ dành tặng tất cả các bạn một clip, gọi là một clip dành tặng vào dịp dân sáng, đó là một clip khi mơ sướng cầm Nagarot và mảnh Blue cầm Murat. Thì liệu một trong những bet Murat Việt Nam và một trong những óc chó Nagarot Việt Nam thì khi chơi chung có một trận đấu, thứ nhất team địch nó sẽ ra sao, và thứ hai trong hai người nào sẽ nổi bật nhất, chẳng hạn mảnh Blue game này sẽ ăn được nhiều mảng nhất hay mơ sướng sẽ ăn được nhiều mảng nhất. Đương nhiên Nagarot đi rừng thì nó sẽ có lợi thế hơn một chút về Murat, nhưng cái đó mình tin một trong những người chơi tốt nhất Murat thì sẽ không bao giờ bị ngại. Và đấy, trận đấu này thì Lao sẽ cầm Nagarot đi rừng, nhưng các bạn nhá, Lao sẽ chơi với một Budo thuộc dạng gọi là một Budo bất tử, một Budo mà Lao vừa hướng dẫn tất cả các bạn xong. Và các bạn ơi, đừng quên rằng là đầu một Tết này, khi các bạn 200 người đầu tiên vào shop mơ sướng, các bạn sẽ được nhận lì xì. Các bạn chỉ cần đăng nhập các bạn sẽ có lì xì thôi, nên các bạn đừng quên là vào shop mơ sướng và bốn nick các bạn nhá, sẽ được giảm giá siêu to khổng lồ là 40%. Đấy, ui rồi, hình như thằng Mảnh ăn một mảng đấy phải không? Rồi thằng Mảnh ăn một mảng đôi ông giáo ạ, nhánh thế nhỉ. Để các bạn Murat limit nó nhánh như thế đấy. Rồi Joker này, cho mình một mảng nào. Joker ơi, nhanh lên. Thua thằng Mảnh này nhục lắm các bạn ạ. Nó mới chết choai thôi. Mình gặp nhau ở ngoài đời của nó cũng rất là nhiều rồi. Và thực sự nó là đảng tuổi em của mình. Thực sự là để mà nói thì nếu mà nhìn hai cái mặt thì nó là tuổi cháu, nhưng xét về tuổi thì nó là tuổi em. Và ngày hôm nay thì là Mảnh sẽ cầm Murat và Mơ Sướng sẽ cầm Nagarot nhá. Ui dồi, nó ăn hai mảng nữa các bạn ạ, khổ thế nhỉ. Rồi cái thằng Joker đấy cho thêm mảng nào. Ui, phải quả này phải đuổi kịp mảng Mảnh mới lú các bạn đấy, rất là khó đấy. Murat đi mid thì cái yếu điểm nhất của Murat là chính là không có một mana các bạn nhá. Đó là cái lợi thế cho Lao, và Lao mình sẽ cố gắng tận dụng, có mua xanh sẽ làm nhiều việc đấy. Cái phá này nè, thằng Mảnh đưa một cái S của anh cái phá này nhá. Ôi 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 ôi, nó ba mảng đấy ông giảo à. Đừng kết quay cái phá này nữa nè. Rồi nhảy lên nào. Rồi. Ui rồi, nó bốn mảng thì nay giết người các bạn ạ. Đấy, đấy các bạn, một trong những người chơi Murat bét bậc nhất Việt Nam và gặp một Nagarot ngũ bậc nhất Việt Nam thì nay đi hỏng rồi. Mình ăn được 1-0 ạ. Còn Mảnh Blue thì nó ăn được cho mình 4-0. Quả này thì chắc chắn clip này các bạn đều biết rồi. Với cái tài năng đánh Nagarot kém của mình thì các bạn sẽ biết chắc chắn là mình sẽ fail hoặc thua cái game này. Không phải thua nhưng mà sẽ chắc chắn là bị em nó cười trên mặt trên mũi nữa. Ha ha ha. Đấy, anh sinh năm 95 này, hơn em bao nhiêu tuổi để em cầm Murat đi mid mà anh không ăn mảng mà nghe. Thật sự đây chỉ là vui vẻ thôi, nhưng mà mong muốn của mình là hai người sẽ kết hợp lại với nhau thì coi trận đấu nó sẽ ra sao các bạn nhá. Rồi Mảnh Blue 1-2 ở mid, 1-2 ở mid và không chết chắc chắn rồi. Và những cái phá như vậy thì đương nhiên một trong những người bet đấy. Hàng đấy, hàng đấu nửa, hàng đấy 2-0 cho mơ sướng nha. Chắc chắn 2-0 cái phá này ạ. 2-0. Hai. Ôi giời. Đến như thế là cùng các bạn ạ. 1-0-2 ạ. Mảnh Blue thì 4-0-1 rồi. Chán thật đấy. Đấy, hiện tại thì team của 6 mảng thì Mảnh Blue đã chiếm được tầm 75% của mảng. Mình thì chiếm được tầm 7% của team. Và Mảnh Blue đang còn dần đầu trong cái chiến dịch là đè team địch, không cho team địch chơi.
Còn mình thì vẫn cứ vàng vàng ở phía trên này, hy vọng nó sẽ kiếm được cái mảng nào, nhưng thôi mình sẽ ra mít phá này. À, kiếm vật vừa, ui dồi, thằng mảnh nó gánh ở trên nó ác về. Trời ơi, mảnh chết rồi, hãy qua anh em ơi. Đấy, nó chết thì ngay thì nó giết người rồi thằng này. Ô, nó hơi bị đâu một chút, đây, hàng đấy các bạn. Ôi dồi, chảy ác thế. Hàng nào, cho mình hàng nào, chảy đi đâu ạ. Rồi, ui dồi, ôi, tao chan, thật có liêm ạ. Khiếp ạ, thanh niên con của liêm rồi các bạn ạ. Rồi, 202 rồi. Mảnh blue thì 41. Đấy, giết được 4 mảng, chết 1 thôi. Thôi, hy vọng game này thì mình sẽ cố gắng lấy được MVP của thằng em của mình thôi. Đấy, chứ tầm dư mà để mơ sướng mà cầm Nagaroth các bạn ạ. Mà để cho mảnh blue mà nó lấy MVP thì đúng là thằng anh này không có một cái chỗ nó chui luôn á. Và các bạn đừng quên rằng là dịp Tết này các bạn hãy cố gắng nếu có muốn mua nick thì các bạn đừng quên vào địa chỉ nick uy tín, đó là shopmosuong.vn các bạn nhé, là một nơi đáng tin cậy để các bạn có thể mua. Và thứ hai rằng là hy vọng cho Lao được xin chúc gia đình và người thân yêu nhất của toàn thể tất cả các bạn đang xem tại kênh Mercy Channel nói riêng và tất cả các bạn liên quân nói chung có một Tết Canh Tí. Ôi rồi cái bạn này chảy rồi. Ôi rồi chết rồi, xong rồi. Rồi giết luôn. Có một năm mới thật là án khám thịnh vượng và tiền vào như nước tất cả các bạn nhá. Và bây giờ thì mình sẽ chắc chắn sẽ có double kill pha này và lao lên chơi một phát combo cực kỳ tuyệt vời. Và chắc chắn con theo nó sẽ nằm xuống và mình có 2 mạng 402. Và mảnh blue thì sẽ có cho mình là 512 rồi. Và khốn nạn cái pha này rồi. Anh ấy cứu. Ôi rồi, ôi rồi mảnh ơi. Mảnh ấy chơi nó luôn cho anh nào. Lá lên cho anh luôn nào. Xúc chết luôn. Dám ba con giản này đập chết luôn nhỉ. Đấy, thực sự mảnh đánh rất là hay các bạn nhỉ. Đây, chơi em ơi. Mảnh ơi, đây em ơi. Ôi rồi hai thằng gì anh em ơi. Anh toàn bị hai thằng này rệt thế. Tao quay lại tao cần bị luôn, tao còn liêm ạ. Rồi chơi luôn, chơi. Hay, ui thằng mảnh. Thế thằng mảnh nó là một thành KS các bạn. Ui rồi, thế này thì mình đi. Mình toàn đi hỗ trợ thế này thì lấy gì ra sánh các bạn ơi. Và mình hy vọng khi các bạn có clip đầu xuân năm mới này thì hy vọng các bạn có thể giúp cho mình một nút comment nhá, để có thể là may mắn trong một năm mới sắp năm sắp tới. Và có thể là hy vọng các bạn tương tác cho Lao clip này thật mạnh để chúng ta chúc Tết nhau nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và hiện tại bây giờ thì lượng team mình là ăn được 13 mạng. Và trong đó mình có hỗ trợ được tổng 8 mạng, cả 4 mạng giết 4 mạng hỗ trợ. Còn mảnh blue thì mình không biết là hiện tại bao nhiêu, nhưng mình nghĩ mảnh blue đang sánh nhất tím nhá. Mình đang đuổi kịp mảnh blue, cho nên là hy vọng là thằng em mảnh blue đánh chậm chậm thôi, để cho anh không là anh rầy lắm. Thật á, máng tiếng là mùa Nagaroth top 1 này. Rồi máng tiếng là chơi Nagaroth như thế này mà thua thằng em nhỏ tuổi thì đúng là không còn chỗ đó chui luôn. Rồi, bây giờ thì Lao vẫn túc tiệp là đi farm các bạn nhá. Và hy vọng tìm một ai đấy. Rồi, Joker là cái tập ngắm của Lao hiện tại bây giờ nhá. Rồi, Joker nó chạy về rồi. Phá này thì mảnh blue đang ở mid. Còn mình thì đang túc tiệp. Đang đi... Đây. Ôi dồi, nó bật cả như thế nó chạy. Rồi, ngồi không cái phá này nhảy hai người quá đẹp này. Mảnh đứng kết của anh em ơi. Ôi dồi, mảnh... mảnh KS à. Đấy thằng em này, thằng em lăn lên KS của thằng anh bị thằng Atrix nó chém cho bấy màu luôn các bạn ạ. Nó ác như vậy ạ. Rồi và mình còn 604 các bạn nhá. Lượng mảng rất mạnh. Và đấy rồi, thêm một mảng theo Anat đấy nữa em ơi. Đây anh, đấy mảnh bây giờ hãy ngồi xem anh mùa ná này. Đấy, hãy ngồi xem này. Đây thằng em à, thằng đây chạy đâu. Mình con liêm ạ. À. Ê trời, mình con liêm nhá. Mình con liêm mà nơi. Đấy, tuyệt vời, hái mà. Đấy, cái pha đấy anh nhủ em thám ạ. Đấy, phải ngồi xem anh mùa cái pha này nó có ác hay không. Và các bạn nên nhớ đây là một video bất tử của Lao, đó sẽ là lên view Leviathan giai kiến cương thương xuyên phá phước cập kiếm và hét quyên thịnh nổ. Và video cuối cùng sẽ là cái khiến thất truyền các bạn nhá, là một video gọi là video bản nào của kỳ nắng một chút, thì các bạn sẽ cầm ná là một cơn ác mộng của tím địch. Còn các bạn nếu các bạn phủ biển rằng không phải là một cơn ác mộng thì các bạn hãy xem cho Lao cái pha này ngủ không chắc chắn sẽ nắm xuống. Và thêm một cái là theo Anat sẽ nắm xuống cái pha này. Anh chạy đi đâu ạ? Chạy lên đảo hoang của Đô Sơn. Và các bạn có thể thấy được rằng là theo Anat nó bắn mình không mất máu. Nó lại ác người như vậy các bạn ạ, bắn không mất máu. Và mình không cần về sẽ sử dụng cái lượng máu này để cho các bạn biết được rằng cái build này của mình nó trâu đến như thế nào. Và tiếp theo mình sẽ lấy cái build hét quyến thịnh nổ. Hiện tại là tím ăn được 19 mạng và mình ăn được 10 mạng và hỗ trợ 4 mạng và mảnh blue. Mảnh blue đã chết rồi các bạn nhá. Chào em nhá. Rồi, bây giờ cố gắng bắt theo kịp anh nè.
tốc tiệp các bạn nhé. Các như bạn đã biết thì nếu mà đạt vào độ tuổi mày mới lú để mà chơi được một đây hàng đấy rồi, giết ngủ không chạy đi đâu hay em ơi, giết luôn cân 2 cân 3 là chuyện bình thường các bạn ạ. Các bạn nên nhớ chuyển cân 2 cân 3 là chuyện bình thường nhá. Đây 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 đây, phản đây. Ôi rồi vẫn kịp giết tổ cái đấy các bạn thấy chưa? Không mất liêm ta. À phản này mất liêm nhưng các bạn có thể thấy là một cái phản xử lý nó cực kỳ gọi là già dặn đến từ trẻ thấu mơ sướng các bạn nhé. Đấy, tâm dư mình rất là già rồi. À đấy, các em bây giờ toàn 2000 lẻ mấy chớ rất là giỏi. Còn mình bây giờ là 25 tuổi đâu rồi. Nó già lắm rồi các bạn ạ. Cho nên xử lý được cái phá này thực ra là gọi rất là quen thuộc trong những cái phá xử lý của mơ sướng khi khâm ná đấy. Hiện tại mình đã ăn được 1204 rồi, rất là tuyệt vời. Đấy, lao lên. Mày có lú thì đang còn tìm kiếm cho mình những cái mảng rất là tuyệt vời. Còn mình thì bây giờ rất là an nhàn thôi. Còn này kiểu giống như là dư giả, cuộc sống của mình rất là dư giả thôi. Bây giờ thì làm gì, làm kiểu gym được MVP. Mảnh 6 chết bá rồi, mảnh lao lên. Rồi, mình sẽ bay vào cái phá này nha. Rồi, mày chết với tao. Ôi dồi rồi, ngủ khống cha bạn nha. Một lướt là đi bản luôn rồi. Ôi dồi, quả này không được các bạn ạ. Các bạn thấy đồ trâu chứ. Theo Anat, phút thứ 10 bạn không mất máu. Trận đấu này quá hay. Từ sự đầu xuân năm mới thì có một sự kết hợp này thì dành tặng tất cả các bạn. Có những trận đấu thực sự rất là hay và mãn nhãn. Các bạn đừng quên rằng là build Nakroth của mưa sướng nó rất là mạnh nhá. Các bạn hãy lên build của mưa sướng và các bạn tập và lao vào đánh rank nhá. Chắc chắn các bạn sẽ có một cái gì đấy khác biệt với những người không xem kênh của mưa sướng. Rồi lao lên. Đây một ủi dồi. KS cái bản này khó lắm các bạn ạ. Bản Vodka này bản KS bản này khó lắm. Rồi tiếp tục nào, phản trù nào. Rồi. Ngủ khống kìa, mạnh bao liêu. Rồi, mạnh bao liêu chém ác thế nhỉ. Rồi không được rồi, cái phá này không được rồi các bạn ạ. Hy vọng là sẽ có một cái phá hai lái dành tặng tất cả các bạn vào dịp ở đầu năm xuân sang nhá. Đấy, tiếp tục phá hôi máu các bạn. À các bạn ơi, Lao quên bằng ngọc của Lao cầm là 16% hút máu các bạn nhé. Bởi vì ở phiên bản này khi chúng ta lên lưu Leviathan không có hút máu thì chúng ta sẽ sử dụng cái phép bổ trợ hút máu. Ôi dồi, được không? Rồi, hay quá. Cứu, hay không có bị cứu. Ui, gần chết các bạn ạ. Lao tưởng sắp đáo cái phá này, mày ác vậy à. Rồi, mình sẽ quay về phá một chút nhé. Mình tưởng bị sắp đáo cái phá này. Đấy, lường đá mà rất mạnh. Đấy là đánh con tánh các bạn nhé, chứ không phải là xà thủ đâu. Mà các bạn này nó không có đám ở đâu ra. Rất là mạnh. Đấy hiện tại thì hiện tại là phút 1 rồi. Và tí bên kia thì vẫn chưa thể đồng thái gì về cái nàn long. Mình đánh giá rất tốt về tím địch. Và hy vọng không biết tím địch có biết là mưa sướng đang cầm ná và mảnh mưa lú đang cầm Murat hay không. Mà chắc là đang suy nghĩ tại vì sao này trận đấu nó khó như thế này nhỉ. Hay là do ránh đâu mua nó xếp kiểu là xếp kiểu như thế nào. Nhưng tại sao lại bình thường tao đánh nhiều thằng nào mùa Nakroth thì cũng không để nổi. Mà lại gặp cái thằng Nakroth này nó đánh kiểu hơi khó chịu một chút, tao đập thì chết luôn cái pha này ạ. Bí chẹp, ôi đau thế. Thôi anh ơi em đùa đó. Pha này nó chẹp mình đau quá các bạn ạ. Hy vọng sẽ có một pha highlight các bạn nhá. Liliana ngủ không được, cái pha này đẹp đẹp này. Ngủ không nấp bùi này đây. Nấp bùi ấy. Nấp bùi này. Rồi Liliana chơi luôn. Rồi pha này chạy đi đâu được ạ. Ui dồi. Chạy đi đâu ạ. Rồi hay quá. Hãy mà. Hiện tại là 15-05 đấy các bạn nhá. Một cái lường mảng nó rất là tuyệt vời đấy. Ui Joker này. Đây chạy đâu hả em. Ui dồi. Ui dồi nó vẫn chạy được kìa. Đây. Wow, Joker vẫn chạy được. Tao chơi mình luôn như đấy. Chơi như vậy mới gọi là xanh điều các bạn ạ. Phải mà đánh như vậy nó mới gọi là xanh điều chứ các bạn. Rồi lao lên tao. Ui dồi không đủ đám các bạn ạ. 16-05 rồi. Quả này thì mình đỡ ngại về. Đây cái pha này các bạn ạ. Chơi ná là phải bánh những cái pha như thế này. Đấy. Như thế đấy. Nó phải cắn đám kiểu rõ ràng quan điểm như vậy. Và 17-05 rồi. Và cái lượng mảng của mình thì bằng tổng gần 5 người bên team địch giết rồi các bạn nhá. Chưa kể mình đang có hỗ trợ nắm các bạn nhé. Cái lượng mạng của mình là bằng tổng cái lượng mạng mà 5 người chơi bên kia nó cộng lại. Bằng nhé các bạn nhé. Đấy con em mảnh như game này không biết như nào. Nhưng các bạn đều biết là mảnh là một trong những người best Murat Việt Nam. Đấy con mơ sướng là best. Các bạn nhé, các bạn nên hiểu best là người chơi giỏi nhất. Còn best là người chơi ngu nhất các bạn nhé. Mơ sướng là một trong những người best Nakroth Việt Nam các bạn nhé. Rồi mảnh blue. Rồi hay quá, chúng ta sẽ
Theo mình nghĩ thì nói chung cuộc chơi nào cũng sẽ có hồi kết và trận đấu nào cũng sẽ có lúc là bể nhà và thắng. Còn mình nghĩ cái pha này Joker thì sẽ lên đầu hoãng với đối binh sớm. Ui thằng mảnh nó cái S như thế các bạn ạ. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đẩy vào nhà chính và chúng ta sẽ kết thúc trận đấu ngay bây giờ luôn. Và các bạn đừng quên đăng hãy ủng hộ cho Lao một nick tại shopmersuong.vn các bạn nhé. Và Lao xin chúc tất cả các bạn những gì tuyệt vời nhất, chúc tất cả các bạn có một sức khỏe thật dồi dào. Và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Rồi Lao lên, theo anh nát. Ui thằng thế cái pha nào của thằng mảnh ấy thì nó cái S ác lắm. Cái phá nào mà có mảnh như cái khác. Rồi ok, và clip mình nghỉ đến đây kết thúc rồi. Và chúc tất cả các bạn của mình năm mới thật là an khang, thịnh vượng, tiền vào như nước các bạn nhá. Bye bye, my yêu.